Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình cũng mới từ Sài Gòn trở về Đà Nẵng trong cái đợt phỏng vấn bạn Thái Đăng Phú trong vụ việc mà tố cáo cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua cái ồn ào của vụ việc đó và chúng ta đến một cái nội dung mà rất nhiều người trên kênh quan tâm, đó là vấn đề độ bô. Có rất nhiều bạn comment trên kênh của mình: anh ơi, xe này thay bô kia có được không, hay lắp bô này vào có được không, mình đổ bô này đôi kia có được không. Rất là nhiều câu hỏi vân vân rất là nhiều luôn. Thì hôm nay mình sẽ cụ thể hóa câu trả lời cho các bạn bằng một video để cho các bạn có thể tham khảo được, có thể giúp ích cho các bạn trong vấn đề độ bô. Mời các bạn theo dõi video của mình nhé. Thì vấn đề độ bô trong nghị định 100 thì các bạn phải chú ý đến hai điểm. Thứ nhất đó là điều 17 khoản 1 điểm D có quy định là đi xe mà không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không có tác dụng hoặc không có cái đảm bảo về quy chuẩn về môi trường thì sẽ bị phạt từ 1 đến 200 ngàn. Đó là một điểm ở trong nghị định 100 quy định. Thì độ bô nó cũng liên quan đến vấn đề đó, nếu không có bộ phận giảm thanh. Điều thứ hai đó là điều 30 khoản 5 điểm C, thì nghĩa là họ quy định là tự ý thay đổi khung này, máy này, hình dáng này, kích thước này và đặc tính của xe. Đó là cái điều thứ 5, là cái điều đặc tính của xe thì nó cũng liên quan đến bô. Đó, cho nên anh em chơi xe độ bô thì phải chú ý đến hai cái điểm đó. Và vấn đề của mình đặt ra là độ bô như thế nào để không bị phạt. Thì cái đặc tính của bô là gì? Bô là cái chỗ là khí thải của máy, của chiếc xe mình nó thải ra môi trường. Thì các bạn độ bô, các bạn phải quan tâm đến hai vấn đề. Thứ nhất là về âm thanh, thứ hai là về khí thải. Thì về khí thải thì hiện tại ở Việt Nam mình thì thật ra không có cái bô nào mà vi phạm khí thải hết. Ngày xưa có xe hai thì đồ này nọ thì còn nhiều, cho nên mình sẽ không nói nhiều về vấn đề đó, và mình sẽ nói nhiều về vấn đề tiếng ồn, bộ phận giảm thanh và một số các khía cạnh xung quanh cái vấn đề độ bô. Thì mình sẽ đi về cái vấn đề gọi là tiếng ồn đi, tiếng ồn nha. Thì khi các bạn đi xe, mặc dù cái bô của các bạn gọi là tiếng nổ nó cũng không bằng những cái xe khác mà bô chưa độ, tiếng nổ vừa phải, nhưng các bạn không có bộ phận giảm thanh ở trong xe thì các bạn sẽ vẫn bị phạt, mặc dù cái tiếng nổ của mình nó không bằng, không to bằng tiếng nổ xe khác các bạn nha. Đó là cái thứ nhất. Cho nên các bạn phải chú ý rằng độ bô 100% các bạn phải có bộ phận giảm thanh thì sẽ không bị phạt. Đó, đó là cái điều lưu ý của bạn thứ nhất. Tại vì khi các bạn độ bô mà không có bộ phận giảm thanh, nó liên quan đến rất nhiều. Ngoại trừ các bạn bị phạt theo nghị định 100 là phạt từ 1 đến 200 ngàn đúng không? Thì các bạn còn phải bị phạt theo luật vi phạm hành chính, nghị định 166 phạt gọi là phạt gây tiếng ồn nơi công cộng đó, thì sẽ bị phạt khoảng 300 nghìn. Ngoài ra nghị định 155 cũng quy định về xử phạt gây ra tiếng ồn từ vài trăm cho lên đến là mức cao nhất là 160 triệu đồng và tịch thu cái gọi là cái thiết bị gây tiếng ồn đó. Thì cái độ bô của các bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề đó, cũng sẽ chịu tác dụng của cái nghị định 166, 155 và nghị định 100 luôn các bạn nha. Cho nên các bạn phải chú ý cái vấn đề đó. Và thứ hai, mọi người có nói với mình rằng cái xe ở trong cái video mà cái bạn đệ tử bạn đi xe cái chiếc mô tô như R1 gì đó mà bị bắt á, thì xe của bạn không có bộ phận giảm thanh. Thì sau đó cảnh sát có nói rằng lắp bô gì cũng được, miễn là phải có bộ phận giảm thanh. Đó, em với lại em gắn cái bô nào cũng được hết trơn, nhưng mà phải có bộ phận giảm thanh. Thực ra câu nói đó nó không hoàn toàn là đúng các bạn nha. Cái thứ nhất, khi các bạn thay bô, lắp một cái bô mới, mình đồng ý rằng tất cả các bô các bạn lắp vào nếu nó đúng gọi là đúng thông số kỹ thuật nhá, về tiếng ồn đều có nhá, về đảm bảo khí thải nhá. Nhưng các bạn phải chú ý rằng mình phải sử dụng những cái bô của những cái hãng sản xuất mà gọi là chính thống, chứ không phải là ví dụ như ở Việt Nam mình có rất nhiều cái hãng bô, giúp bô Sài Gòn, những cái xưởng làm bô không có giấy phép, không có cái gì hết, tự sản xuất bô ra rồi bán cho các bạn, thì những cái bô đó không đúng và
Và thực ra cảnh sát giao thông mình đã từng đi làm rất là nhiều năm rồi, mình chưa bao giờ mình phạt những cái vô mà độ kiểu đó hết, mình chưa bao giờ phạt. Nhưng nếu họ làm khó họ sẽ phạt được các bạn. À, thường ở những cái nhà sản xuất, ví dụ đi, mình ví dụ Honda hay Yamaha này nọ, Suzuki này nọ, khi họ sản xuất ra một cái bô thì họ có những cái chuyên gia và họ đã được chứng nhận về tiêu chuẩn kỹ thuật rồi đó, cho nên khi mình ráp cái bô nữa vào cái xe của mình thì nó sẽ hợp lý. À, các bạn nếu mà hai cái bô gọi là hơi tương đương nhau, ví dụ đi mình lắp cái bô Winner vào xe Accenter chẳng hạn, các bạn đảm bảo ok, các bạn lắp bình thường không có vấn đề gì hết, không bị phạt gì hết. Tại vì cái đó mình cũng không phải là thay đổi đặc tính của xe, tại vì thứ nhất mình cũng đảm bảo về tiếng ồn, thứ hai khí thải thì cũng là bozin của Winner, cho nên là các bạn lắp bình thường đó, các bạn không có sợ cái gì hết, các bạn đảm bảo tiếng ồn và khí thải được rồi. Nhưng các bạn phải chú ý là các bạn lắp cái bô nhưng mà phải là bô của những cái hãng sản xuất chính thống, chứ không phải là bô chợ, bô đồ ngoài đường thì họ có thể là họ gọi bô nó là đổ bô này nọ, tại vì không có giấy tờ gì hết, cho nên là họ có thể làm khó mình để bị phạt. Nhưng bình thường mình thấy là hơn 90% không ai phạt những cái đó hết, chỉ có họ thường họ phạt về đổ bô là khói ra nhiều quá thì cái trường hợp đó cũng ít, nhưng mà 99% đó là tiếng ồn, bô kêu rất là to tiếng ồn, cho nên các bạn phải chú ý vấn đề tiếng ồn và cái mức phạt của vấn đề tiếng ồn nó rất là cao. Cho nên là các bạn phải chú ý, lúc nãy mình đã nói là trong nghị định 155 có thể phạt đến 160 triệu đồng. Đó. Còn cái trong cái video của bạn đệ tử đó thì cảnh sát giao thông nói là phải giữ xe. Em ngày mai lên dạ anh ơi, em bị lỗi gì mà phải tạm giữ xe chứ ạ? Các bộ phận giám thanh đó em. Dạ cái bộ phận giám thanh cũng không tính đến cái trường hợp phải tạm giữ phương tiện đâu anh ơi. Em có học lại cái lực kỹ à. Cái này là không có trong nghị định nhưng mà ý kiến của hội đồng nhân dân tỉnh. Vậy nó chỉ là ý kiến thôi chứ nó chưa có ban hành ra gì, sao không áp dụng được ạ? Còn em có ý kiến gì thì ngày mai em có quan của anh. Không được anh, yeah. anh phải nói cho nó rõ về cái vấn đề luật chứ. Trong nghị định 100 á thì khi các bạn đi xe không có bộ phận giảm thanh. Không có bộ phận giảm thanh thì không bị giữ xe. Thì không bị giữ xe. Cảnh sát giao thông ở trong video đó cũng nói như vậy. Nhưng các bạn phải chú ý, trong nghị định 100 nó có cái điều 82 khoản 2 điều 82 thì các bạn chú ý là họ nói là người có thẩm quyền có quyền ra quyết định tạm giữ giấy tờ hoặc là phương tiện để đảm bảo xử phạt hoặc này mới là cái quan trọng này, hoặc để chứng minh vi phạm của người tham gia giao thông. Đó, thì trong cái trường hợp mà cái xe mà mình bị gọi là không có cái gì đó, không có bộ phận giám thanh, thì trong cái trường hợp mà video của cái bạn là channel đệ tử có đăng lên đó, cũng rất nhiều người quan tâm, cũng có nhiều bạn gửi cho mình, thì cảnh sát giao thông yêu cầu giữ xe. Họ giữ xe vì lý do gì? Vì họ về họ sẽ có những cái người chuyên trách để xác định rằng cái xe này chính xác là nó có bộ phận giám thanh hay không, để họ ra một cái quyết định chính xác. Chứ còn tại thời điểm kiểm tra là thứ nhất là họ chỉ là nghe thấy cái bô rất là to, cho nên họ nghi ngờ là có vi phạm, cho nên họ đuổi theo, họ dừng xe. Và cái bạn kia cũng thừa nhận, nhưng để trên một cái văn bản pháp luật thì phải có chứng cứ đó, cảnh sát giao thông phải chứng minh được rằng người vi phạm đó là vi phạm, nó phải có chứng cứ chứng minh đó, thì người ta mới yêu cầu giữ xe để ngày mai họ làm cái động tác đó là người ta có cái người kỹ thuật đó, người ta xuống, người ta xem xét chụp hình này nọ hay quay phim gì đó, phải xác minh là không có bộ phận giảm thanh đó, thì lúc đó lên ông sếp ông ký quyết định xử phạt rồi 150.000 gì đó, hắn sẽ rất là tiện lợi. Chứ còn ký mơ hồ thì bữa nay mấy sếp không dám ký theo kiểu mơ hồ đâu, cái gì cũng phải có chứng cứ hết đó, chứ không phải là không có chứng cứ ngoài. Mình cũng đã nói với các bạn về khói rồi, khói thì mình nghĩ không cần. Vừa rồi thì nghị định thì quên là về dự thảo thì cũng nói là định là đưa khói vào kiểm định xe máy mà phải kiểm định như ô tô đó, thì mình thấy không hợp lý lắm đó. Thì mình đã nói với các bạn là khói rồi này, tiếng ồn rồi này, về bộ phận giảm thanh này, rồi
các bạn lắp những cái bô khác, nhưng mà các bạn phải đảm bảo mua những cái bô của những cái hãng sản xuất xuất chính hãng đó. Đó thì người ta đã có cái giấy phép và người ta đã có được cái cấp phép về thông số kỹ thuật để tung ra thị trường cái dòng bô đó rồi đó. Còn một số người hay bản thân mình bữa trước cũng có trên mạng này nọ, ở trên Tiki, Shopee hay Lazada, ở Sài Gòn người ta cũng có những cái chỗ mà người ta tự đổ bô, tự làm bô luôn đó. Họ làm những cái chiếc bô mà họ bán rất là rẻ đó, thì người ít tiền nó mua về rồi lắp vào rồi này đó. Nhưng mà cái đó khả năng bị phạt rất là cao. Còn các bạn dùng những cái bô chính hãng thì các bạn sẽ không bị phạt. Và mình cũng lưu ý lại một lần nữa, lúc nãy mình nói rồi nhưng bây giờ mình cũng nói lại, đó là các bạn mang cái bô của xe này, các bạn ráp vào xe kia, ví dụ như những cái xe tương đương với nhau phân khối á đó. Đó chứ mà ví dụ như là Winner ráp vào ẹt, ẹt ráp vào Winner chẳng hạn à, chứ các bạn mang cái bô gì đó bô của 81 các bạn lắp một Accenter thì sao chạy không đó, thì nó phải tương đối đảm bảo thông số kỹ thuật. Những cái thông số kỹ thuật sâu hơn thì mình thật ra mình cũng không biết là sâu hơn nó như thế nào hết, nhưng mình chỉ nói những cái gì đó mình biết và kinh nghiệm ngày xưa mình đi làm đó. Kinh nghiệm của mình đi làm là chưa bao giờ mình phạt những cái bô mà nổ em mà cái họ của cái xe khác lắp bô thì chưa bao giờ phạt hết đấy. Còn một cái điều là các bạn phải lắp bô, thay đổi lắp bô này bô kia, nhưng mà đối với những cái dòng xe mà nó có cái phân khối tương đương nhau ấy, để nó đảm bảo được những cái bô mà mình thay từ xe này qua xe kia này nọ, có là mình phải đảm bảo rằng cái bô đó lắp ở những cái xe mà nó có phân khối tương đương với xe mình định lắp, thì các bạn sẽ đảm bảo được cái tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn hơn đó. Các bạn phải chú ý những điều đó, và đó là tất cả những gì mình biết về độ bô. Có thể có những thiếu sót thì các bạn có thể comment ở phía dưới, hoặc là cái ý kiến khác các bạn có thể comment ở phía dưới để gọi góp ý cho mình. Và video tiếp theo sau video này mình sẽ làm một video về độ cái cùm tăng tốc. Rất nhiều người hỏi mình cái vấn đề đó, và các bạn hãy theo dõi video sau và mình sẽ trả lời cho các bạn vấn đề đó các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình, và hy vọng các bạn hãy cho mình một like, share và subscribe ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.